Vụ cháy chung cư mini khiến 56 người chết do chập điện xe tay ga. Công an xác định nguyên nhân vụ cháy chung cư mini khiến 56 người chết và hàng chục người bị thương là do chập điện xe máy, loại xe tay ga chứ không phải xe đạp điện như đồn thổi gần đây. Sáng ngày 20 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội đã xác định nguyên nhân vụ cháy chung cư mini số 37 ngõ 29, 70 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, vào đêm ngày 12 tháng 9 khiến 56 người chết và hàng chục người khác bị thương. Nguyên nhân vụ cháy được đưa ra căn cứ từ kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an. Theo kết luận giám định, điểm xuất phát cháy nằm ở khu vực giáp tường phía nam. Cách tường phía đông khoảng 2,3 mét thuộc tầng một bên trong khu chung cư mini. Nguyên nhân gây cháy được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng, loại xe tay ga, đặt giáp tường phía nam tầng 1. Lửa sau đó cháy lan vào khu vực cáp điện, các hộp công tơ điện gắn trên tường ở tầng 1 và cháy lan ra xung quanh dẫn đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng làm 56 người chết. Kết luận giám định thể hiện, trong 4 bình chữa cháy gửi giám định có 3 bình chưa được sử dụng, 1 bình đã được sử dụng. Trước đó, khoảng 23 giờ 20 ngày 12 tháng 9, vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại chung cư mini nói trên đã khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương. Chung cư này cao 9 tầng, 1 tung, rộng khoảng 200m² và có tới 45 căn hộ với khoảng 150 người sinh sống. Ngày 13 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nghiêm Quang Minh, 44 tuổi, trú phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, để điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Ông Minh là chủ đầu tư chung cư mini xảy ra vụ cháy kể trên. Lực lượng chức năng xác định, chung cư này xây dựng sai phép, vượt 3 tầng so với phê duyệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.